phổ môn thị hiện cứu khổ tầm thinh, từ bi thuyết pháp độ khắp mây tình, theo lời khẩn nguyện cảm ứng tùy hình, tám nàng tiêu diệt bốn biển an bình. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô, hiệu viên thông danh tự tại, Quán Âm Như Lai quảng phát hoàng thể nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô, nhất niệm tâm vô quái ngại, Quán Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô, trụ ta bà u minh giới, Quán Âm Như Lai tầm thinh cứu khổ nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô, hàng tà ma trừ yêu quái, Quán Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô, thanh tịnh bình thủy dương liệu, Quán Âm Như Lai cam lồ sai tâm nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô, đại từ bi năng hỷ xả, Quán Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô, trú giả tuần vô tồn hoài, Quán Âm Như Lai thể diệt tam độ nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô, vọng nam nhâm cầu lễ bái, Quán Âm Như Lai và tòa giải thoát nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô, tạo pháp thuyền du khổ hải, Quán Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô, tiền trang phan hậu bảo cai, Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô, vô lượng thọ Phật cảnh giới, Quán Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô, đoạn nghiêm thân vô tỷ toại, Quán Âm Như Lai quả tu thập nhị nguyện. Viên thông hiệu quý đại sĩ, Quán Âm mười hai nguyện lớn quảng đại cao thâm, vào nơi khổ hải đổ khỏi mây tân, tầm thinh cứu khổ chung chốn hiện thân.
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mãi trần. Lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà dần tâm mây lặng trong sáng suốt. Cõi bờ kia một bước đến nơi trái lòng tròn đủ xưa nay công thành quá chứng tỏ bài đích đang. Hàng Bồ Tát danh quán tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thấm vào trí huệ mở thông. Xoay thấy năm quận đều không có gì đổ tất cả không chỉ khổ ách. Trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sắc không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không. Thấy sắc tướng cũng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tưởng hành thức phân chia cũng lại như vậy tâm về chân không. Tòa sắc tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn trơn. Chẳng sanh chẳng dứt thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm. Cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ uẩn ấm thân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rộng không mà không nhãn giới. Biết hoàn toàn thức giới cũng không tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hết chi. Vẫn không có thân gì già chết huống chi là hết chết và sao tư đây cũng chẳng có nào. Không chi là tri có nào đắc chi do vô sở đắc ly tất cả. Nhân pháp kia đều xả nhị không vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Không quái ngại có chi khủng bố tức xa lìa mộng tưởng đạo điên. Tâm không rốt ráo chú duyên niết bàn quả chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bát nhà. Đạo Bồ Đề chứng quả chánh chân cho hay bát nhã là hơn pháp môn tôi thẳng cõi chân mau về. Thiệt thần chú linh tri đại lực, thiệt thần chú đúng bậc quang minh. Ây chú tối thượng ngoại linh, ây chú vô đẳng tinh tinh ngoại thần, trừ tất cả nguyên nhân các khổ. Thức tình lòng giác ngộ vô sư, thiên nhiên chân thiệt bất hư án làm thần chú chân như thuyết rằng. Yết đế ba la, yết đế bà la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha.